21 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2019, tổ chuyên đề thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra trọng tải đối với nhiều phương tiện dọc quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố. Do phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra trọng tải, nhiều tài xế xe tải liên lạc thông báo với nhau để tránh bị kiểm tra. Tổ công tác phải liên tục di chuyển, chạy dọc quốc lộ 1A từ quận 12 đến quận Thủ Đức để kiểm tra. Khi phát hiện những xe tải có biểu hiện quá tải, tổ công tác yêu cầu phương tiện tấp vào lề và kiểm tra trọng tải. Tại trạm cân, một số xe tải bị phát hiện chở vượt quá 50% trọng tải theo quy định, có xe tải vượt mức trọng tải hơn 150%. Tổ công tác lập biên bản, thu giữ giấy phép lái xe của các tài xế xe tải này. Khi tổ công tác chúng tôi ra quân để xử lý, có các đối tượng theo dõi phía sau để báo cho lái xe và nhà xe để né tránh sự kiểm tra xử lý của lực lượng. Và cái khó khăn thứ hai là hiện nay pháp luật khi xử lý các trường hợp vi phạm về tải trọng, sau khi tiến hành lập biên bản để đình chỉ ngay cái hành vi vi phạm một các phương tiện hạ tải. Nhưng thực tế trên địa bàn thành phố chúng ta hiện nay rất là thiếu là kho hạ các cái mặt bằng đủ diện tích để các phương tiện có thể hạ tải. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, quy định xử phạt đối với lỗi vượt quá trọng tải cho phép khung cao nhất trên 150% đối với cá nhân phạt lái xe, chủ xe là 29 triệu đồng, đối với tổ chức sẽ là phạt 48 triệu đồng, tước bằng lái xe 4 tháng. Tuy nhiên, vẫn nhiều trường hợp vi phạm cho thấy mức chế tài hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe.